cái vấn đề kinh tế là chúng ta phải thực hiện cái vĩ mô như vậy như vậy, cái vi mô như vậy như vậy như vậy. Cái tăng trưởng vừa rồi là báo cáo 6%, 8%, thì thế như thế này, đặt cái mức độ như thế. Thế giới thì cái trung bình là nó mấy phần trăm, nó 4%, chia như vậy. Đến cái mùa này do cái đại dịch toàn cầu bị ảnh hưởng, thế là nó giảm sút 0.3, 0.4. Việt Nam ta ở cái ngưỡng này, đến cái ngưỡng này, đến ngưỡng này, cái xong nói tới tung đất biết công mẹ gì đó luôn. Rồi cái ngưỡng hoài, cái ngưỡng hoài mà ăn bán với số. Rồi tôi nhắc lại cho quý vị nhớ nè, cái vụ Formosa nhớ không? Đầu tiên dân chúng ta nói biển do ô nhiễm cá chết. Cá chết là do tảo đỏ, thủy triều đỏ, cá nó ngập nước. Xong xuôi đã đời, kết luận là bây giờ thanh tra lấy mẫu nước là 3.6 cái lượng phenol ở trong nước đó, nồng độ cái ngưỡng đó cho phép. Ngưỡng này được phép, ngưỡng kia không phép. Nói tầm bậy tầm bạ, nói trên trời dưới biển, rồi chất kỳ, chất sắt, chất đồng, rồi phân tích lượng nước, rồi mẹ nó nói cho cố mạng, rốt cuộc cái đầu lòi ra cái video. Mấy ông trai thợ lặn lặn dưới mẹ cái ống nước đen nó phòa 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 đang gì nè. Cái lấy video nó lên, cái nó đề nghị là phải xử lý như vậy, phải kìm hãm gì, mẹ rốt cuộc nó hãm nó kềm ghét vỏ kim cự đi Canada ở luôn. Cái xong xuôi rồi, cái quê tiền luôn, cái xong. À giờ cũng biết xử, mẹ lên nói tùm lum hết á. Nào là lấy mẫu nước, lấy xét nghiệm rồi này kia, lượng cá như vậy, phục hồi như vậy đồ, không có hóa chất đồ tắm được, ăn được. Quay video nghe nhớ không? Ô để nguyên cái mâm vậy nè nghe, nướng xào lên thơm phức bốc. Ngon ngon nhớ không? Mẹ tôi nhớ mẹ cái mặt bốc cá đồ ăn rồi, mẹ cá đó đâu phải cá Formosa đâu.